Tin Tổng giáo phận Huế Đại hội gia đình trẻ tại Tổng giáo phận Huế Đại hội gia đình trẻ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế với chủ đề Đồng hành cùng gia đình trẻ đã quy tụ các gia đình bao gồm bố mẹ và con cái đến từ nhiều giáo phận về tham dự. Đại hội được bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2018 với phần khai mạc, giới thiệu làm quen giữa các gia đình để tạo nên tình thân ái và gắn kết với nhau. Sau đó là thánh lễ khai mạc được cử hành vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam do Đức cha Du Xe Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam Chủ tế cùng đồng tế trong thánh lễ này còn có Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, thư ký Ủy ban mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với quý cha đặc trách về gia đình của các giáo phận. Sống động như trong đời sống hôn nhân, làm sao để đôi bạn mãi còn yêu? Vài nét nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thông điệp Humane Vitae. Bảo vệ sự sống trong cách nhìn mới hôm nay gia đình trẻ và giáo dục con cái, thực hành nghệ thuật yêu thương và kết thúc những ngày đại hội là thánh lễ bế mạc tại linh địa La Vang lúc 10 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2018 do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế.